Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Thì để tiếp tục video này thì mình sẽ làm training một cái task mới, đó là phân loại task intrabot. Rồi, chúng ta bắt đầu.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo.